Hello, chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì hôm qua mình mới ăn cái đùi gà bự lắm các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một mâm trái cây, một mâm kem trái cây đi. Siêu to khổng lồ để ăn cho giải mát nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đạo cụ và nguyên liệu nha các bạn. Đi chào mua nha các bạn. Đi chào mua nha các bạn. Chào mua là chết tôi luôn. Bao nước đá bự như vậy nha các bạn. Mình sẽ đổ đây. Đó. Rồi. Rồi, đây quay cận cảnh vô. Trái cây chín chưa? Đây, mình sẽ quay cận cảnh cái kỹ thuật làm kem của tụi mình nha các bạn. Đây. Và đây là một mâm trái cây nha các bạn. Có đủ thứ các loại trái cây như là dải nè. Này là măng cụt nè. Đây là nho nè. Đây là lê nè. Đây là bơm là táo nha các bạn. Đây là táo nhỏ nữa nè. Rồi đào nữa nè. Đó, thấy hấp dẫn chưa? Mận nữa nè. Rồi đây còn bông bon nữa. Bông bon nữa nha các bạn. Và đây là một trái quýt nữa. Đó, Chôm Chôm giới thiệu chưa ta? Hồi nãy quên lấy mấy trái nhãn nữa. Rồi, tạm thời có nhiêu đây thôi, một gỗ vậy là nhiều lắm rồi. Rồi, còn đây là nguyên liệu là có sữa nha các bạn. Sữa hương dâu nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu vào làm thôi. Để mình làm cho các bạn coi. Đây, trước tiên là mình sẽ bỏ ít muối vào trong nước đá nha các bạn. Muối. Đó, bỏ khoảng nhiều đầy muối. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước vô nha các bạn. Đẩy nhiều vô đi mấy đứa. Ca đầy đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đổ muối táo lên nha các bạn. Rồi mình bây giờ mình sẽ đổ sữa vô đây và mình quậy lên nha các bạn. Đây. Đi lấy cái thau gì vừa thôi. Đây. Mình sẽ bỏ vô đây và mình sẽ quậy lên nha các bạn. Ướp nó. Đó. Đây cái dao nó cũng đá lọt vô đây, rớt vô rồi. Dục ra. Lấy cái nồi cơm á, cái nồi cơm bốc. Lạnh quá. Rồi đứa nào tiên phong, một đứa nào quậy này đi. Quậy lên nha, quậy cho đều nha các bạn. Ok, giờ nó đã được như vậy nha các bạn. Lâu quá giờ không được rồi, giờ mình thèm quá, mình khát nước quá, mình thèm kem quá các bạn ơi. Đây các bạn, nó thấy thơm ngon xinh mịn không? Rồi đây đưa mâm trái cây đây. Đây là trái cây nha các bạn, không biết mình đổ vô không biết nó còn đủ đồ lạnh để mà nó ấy không nữa. Trái cây này mình đã lột sẵn hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ luôn nha. Sẽ đổ vô luôn và mình khuấy lên luôn. Đó. Cái gì? Đó. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn. Đây mình sẽ làm cái muỗng mình trộn lên. Mặt tôi đẹp không? Đây. Mình sẽ lắc thêm một chút xíu thôi nha các bạn. Dội tan hết rồi.
cái kem. Rồi bây giờ mình sẽ lắc thêm một chút xíu nha các bạn. Về cho chắc các bạn ơi, quay mở khỏi tay quá. Mình chờ khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa mình có kem ăn nha các bạn. Bây giờ tại nãy giờ mình quay tay lâu quá rồi mà sao nó không đông. Mình đổ trái cây vô cái nó lỏng le lỏng lét luôn. Bây giờ mình bó tay rồi. Mệt quá. Rồi. Các bạn chờ chừng nào kem nó đông. Chừng nào kem nó đông mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Nãy giờ cũng lâu lắm rồi nha các bạn. Lâu quá trời lâu rồi, nãy giờ gỡ vô tủ lạnh. Gỡ vô tủ lạnh thôi nha. Kem nó đóng như vậy rồi. Đây. Kem nó như vậy là ăn rất là ngon các bạn. Không cần phải cho nó đông kẹo lên nha các bạn. Kem như là kem rất là ngon rồi. Mình thử miếng coi. Mời bạn nha. Rồi, mình sẽ dọn đồ. Đây là món kem. Đây à. Đây là nồi kem của mình nha các bạn. Đi. Đây là nồi kem của mình nha các bạn. Ngon chưa vậy? Ngon chưa kìa. Đó, kem nó sánh sánh như vậy à. Đuổi mấy con cún nó ra ngay. Cún, yeah, cún. Rồi, bây giờ mình sẽ review món kem nha. Ây da, ngon và lạnh lắm đây. Nè, chén nè, đứa nào ăn múc đi. Để lúc thắng review trước. Ui nè, thấy không? Đây là có trái mận nha các bạn. Đây là lê. Đây là táo nha. Đây là quýt. Đây là trái dải. Ngon lắm. Còn trái gì nữa không? Còn con đâu? Đây trái nho đó nha các bạn. Đây, một con đây. Rồi múc kem vô, kem nó sạch sạch vậy nha các bạn. Đó, món này là ngon, cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Đó, rồi vô để mình sẽ review trước bạn này. Vô bím vô quá trong bím vô. Ngon. Ngon nha các bạn. Ừ, con đào nữa. Ở đây mình sẽ thử miếng táo. Bỏ mít vô. Cái mèo phải để đặt chút xíu ăn mới ngon nha các bạn. Vậy nó cũng ngon rồi nhưng mà sẽ đặt thôi một chút xíu nó sẽ ngon hơn. Này giống ăn chè quá. Cơm nữa. Ngon rồi các bạn. Cơm ăn. Cơm nha. Kem dính nè. Thank you.
lắm nè các bạn. Em thử miếng đào quá. Ủa mặn chứ. Mặn nè, mặn Hà Nội nha các bạn. Đây. Miếng kem luôn. Thơm á. Ăn ngon quýt. Ngon, quýt ngon. Quýt nó xấu quá mà đứng ngay giữa camera không à. Hay dọn dẹp nha. Rồi mình tạm dừng clip ở đây nha các bạn. Cái món này cũng rất là ngon. Nè ăn còn bao nhiêu đây à? Nè ăn còn có nhiêu đây luôn rồi các bạn. Giờ kem nó tan hết rồi, còn sữa không à. Đây. Rồi nếu mà các bạn thấy clip của mình hay á, nhớ cho mình một like, một subscribe nha các bạn. Rồi, chào các bạn. Bye bye.